Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft của mình nha. Ok, quên nữa. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Hiện tại là bây giờ là kênh mình là đạt được gọi là 800k subscribe đó, mấy bạn nhớ đăng ký hộ cho mình gọi là nhanh nhanh đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ok, và các bạn cũng đừng quên là qua bên kênh của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào. Let's go. Ok các bạn ơi, thì các bạn có biết cái hang này là cái hang gì không? Đó, thì mình xin thông báo với các bạn nha, là cái hang này là do mình đào đó các bạn thấy ghê không? Mình đào cái hang to đùng luôn, các bạn thấy ghê không? Trời ơi, quá ghê đúng không? À, thật ra là do là mình đang cần một ít đá, với lại là cần thêm gọi là những thứ như là redstone nè, rồi cần thêm vàng, thêm sắt, cho nên là mình đã gọi là đào nguyên một cái hang thế này để mình kiếm khoáng sản, sẵn là mình farm đá luôn, để chúng ta có đá để cho những cái tập sau chúng ta sẽ xây dựng á các bạn. Đó, thì mình đào sao mình đào được nguyên cái hang to đùng như thế này mà mình không biết luôn các bạn ơi. Đó, thì trong tập này chúng ta sẽ làm gì nào? Thì mình vừa nghĩ ra rằng là mình đã kiếm được rất là nhiều vàng. Đây, cho bạn xem. Đây, nè, 64 cục vàng nè, thêm 34 cục vàng, với lại thêm 64 cục vàng nữa. Đây, rất là nhiều luôn, hơn 2 stack vàng luôn. Đó, thì cái đống vàng này mình nghĩ rằng là bây giờ mình với mấy bạn sẽ cùng nhau đem đi lên và nung nó lên. Sau khi nung nó lên nó sẽ thành vàng đúng không các bạn? Thì vàng chúng ta để làm gì? Vàng để làm gì? Chẳng lẽ vàng để chế dụng cụ đúng không? Rất là phí. Chúng ta sẽ đem vàng đi để chế tạo Lucky Block mấy bạn ơi. Lucky Block đó nha. Đó, và hôm nay chúng ta sẽ đập Lucky Block nha các bạn. quá xịn trời ơi. Xịn ơi là xịn luôn. Ok, rồi không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ đem hết cái đống gạch đá này đem lên cho nhà đi, để mình cất hết mấy cái gọi là mấy cái mảnh đá này vô. Rồi mình gom hết mấy cái cục đá cuội mình đem lên trước. Rồi, để thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi chế tạo Lucky Block nha các bạn. Let's go. Ok bạn ơi, rồi để mình vào nhà coi. Mấy bạn có đang tò mò là mấy con rồng của mình đang ở đâu không? Thì đây, mình sẽ cho các bạn xem đây. Đây, đây chính là hai con rồng của mình đó các bạn ơi. Mình vừa nghĩ ra ý tưởng là mình sẽ xây cái chuồng rồng ở trên nóc nhà luôn, để khi nào mình cần mấy con rồng á, mình chỉ cần leo nóc nhà là mình có thể cưỡi rồng mình bay đi luôn. Đó, cho nên mình cho hai con rồng mình nằm trên đây nè. Sắp tới mình sẽ xây cho nó cái chuồng ở trên nóc nhà nha. Hợp lý không? Quá hợp lý đúng không? Trời ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống đây mình nung vàng lên để làm Lucky Block trước đi. Rồi, ok. Bỏ vàng vào nè. Bỏ vàng vào. Đó, chúng ta sẽ chia vàng ra, chúng ta bỏ, chúng ta nung cho nó nhanh. Rồi, bỏ vàng vào đây nung. Đó, quá trời vàng luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ nung vàng lên và chế tạo Lucky Block nha các bạn. Trời ơi, chế tạo Lucky Block và chúng ta có thể chế được rất là nhiều luôn á. Thì mình nghĩ rằng trong tập này á, là mình sẽ dành riêng ra một tập để mình đập Lucky Block, kiếm đồ ngon, kiếm đồ xịn đúng không các bạn? Quá xịn luôn nè. Ok. Rồi, bây giờ mình chờ cho vàng nó chín thôi. Chắc là sẽ hơi lâu đây. À quên nữa, bây giờ trong thời gian chờ vàng nó chín á, thì mình đang nghĩ đến một việc mấy bạn ơi. Đó chính là mình không biết được rằng là mấy con rồng này mình có chế tạo áo giáp cho nó được không ta. Mình nhớ hình như là có giáp dành cho rồng đúng không? Mình sẽ chế tạo một cái bộ giáp cho con rồng của mình mặc. Đó, để mình xem coi không biết rằng là có chế tạo được không. Để mình đi xuống bàn chế tạo mình xem thử. Rồi, ok, lít vào đây nè. Bây giờ mình sẽ tìm cái chữ dragon là rồng á bạn. Mình sẽ tìm nè, sau đó mình xem coi không biết có giáp dành cho rồng không ta. Ơi đây đây đây, thấy rồi nè. Hình như cái này là giáp dành cho rồng đúng không? Ở bên này cũng có giáp dành cho rồng luôn nè. Có hai cái luôn. Giáp dành cho rồng bằng sắt nè, bằng vàng nè, bằng kim cương. Mình nghĩ rằng bây giờ là thứ mình ăn nhiều nhất là có nghĩa là sắt nè. Thì mình sẽ chế bằng sắt đi nhờ. Đâu để mình xem coi. Kim cương mình cũng có nhiều. Hay là chế bằng kim cương luôn ta. Chế bằng kim cương cho nó xịn. Đúng rồi, chế bằng kim cương đi. Ok, bây giờ trước tiên phải chế mấy cái lốc này trước. Rồi, một lốc nè. Rồi, chế tổng cộng phải 3 lốc đúng không? Ok, 2 lốc nè, 3 lốc nè. Ok, 3 lốc đủ. 3 lốc rồi đúng không? Thì giờ là bỏ ở đây chế thêm cái nữa. Rồi, chúng ta sẽ được một cái giáp kim cương dành cho rồng. Đó, giáp kim cương dành cho rồng. Ok, mình sẽ mặc thử cho con rồng coi. Được không? Mặc được không ta? Ok rồi. Giờ mặc cho con rồng nè, mặc vô. Wow, mấy bạn ơi. Nhìn ngầu thật sự luôn á. Ui nhìn nè, nhìn nè, trời ơi, ngầu chưa mấy bạn? Con rồng nước của mình được mặc áo giáp kim cương nè, quá ngầu luôn. Ok,
Trời ơi, hay từ từ, mình sẽ thử mình mặc cho con rồng Ender coi nó ngầu không ta. Ok, rồng Ender nó màu đen nè, mà mặc cái giáp kim cương như chắc nhìn mắc cười lắm ha. Mặc vô nè. Nhìn nó mắc cười quá bạn ơi. Nhìn nó giống y hệt như là con rồng Ender với lại rồng bầu trời, gọi là bọn nó kết hợp với nhau á bạn. Nhìn nó bựa quá. Thôi kệ, nói chung là bây giờ mình mặc cho con rồng Ender đi. Ok, mặc cho con rồng Ender đi. Rồi mình sẽ chế thêm một bộ nữa cho con rồng nước nè. Rồi để xuống nước coi. Ok, từ bị khát nước rồi, phải ra uống nước đã. Bị khát nước rồi, uống nước nước. Ok rồi, uống nước mấy bạn ơi, game này là phải uống nước nha. Rồi để mình xem coi không biết còn đủ kim cương để chế hay không đây. Thêm một bộ nữa không biết có đủ không nha. Ôi không đủ rồi. À không sao, hình như là mình nhớ bên dưới mình có đào được một ít kim cương. Bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới mình lấy kim cương nha. Ok, chạy xuống dưới lấy kim cương nè. Bây giờ tính quan ngọc Ender chạy xuống cho nhanh, ai dè đâu mất máu rồi. Để mình xem coi. Trong đây nè. Ok, trên đây mới đúng. Đây, 16 viên kim cương. Mình nghĩ là có nghĩa có lẽ là đủ rồi các bạn. 16 viên kim cương, mình hy vọng rằng là nó sẽ đủ. Ok. Mình hy vọng rằng là 16 viên kim cương sẽ đủ nha. Ok rồi, bỏ vào đây. Rồi chế tạo được thêm 2 cái nữa là 3 cái nè. Rồi 3 cái đủ chế tiêu không? Ơi, đủ ấy nè, đủ luôn, vừa đủ luôn. Trời ơi. Rồi vừa đủ để chế thêm một cái nữa. Wow, hợp lý. Rồi ok, mặc cho con rồng của mình luôn. Mặc vô đi. Đó, vậy là rồng nước của mình cũng có giáp kim cương luôn. Rồng Ender cũng có giáp kim cương luôn. Hai con rồng của mình con nào cũng có giáp kim cương hết. Quá xịn đó bạn ơi. Trời ơi, bây giờ hai con rồng của mình quá ngầu luôn rồi. Trời ơi, giáp kim cương. Không có con rồng nào có thể đánh lại nữa rồi. Ok. Rồi để xem coi vàng đun được bao nhiêu rồi. Đây, 32 cục nè. Ở đây cũng 32 cục luôn. Ở đây được 33 cục rồi nè. Rồi ở đây còn 30 cục nữa các bạn ơi. Thôi không sao, chờ nó nung tiếp đi. Rồi trong đây hình như mình nhớ nãy mình cũng có vàng nè. Đó, 64 cục vàng. Rồi ok. Bây giờ là mình sẽ chế tạo Lucky Block nha các bạn. Ok, chế tạo Lucky Block nha. Lít vào đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ cần gọi là xếp đá vào trong đây. Đó, xếp thật là nhiều đá vào. Nhiều ơi là nhiều đá vào luôn. Không biết nhiều đầy đá có đủ không ta. Rồi, bỏ thêm redstone vào. Chúng ta sẽ chế được cái máy thả. Rồi, cái máy thả bỏ vào đây. Sớm ta cần lấy vàng, chúng ta để xung quanh. Đó, chúng ta sẽ được Lucky Block. À, quá hợp lý, quá hợp lý. Rồi, chế tạo thêm coi. Hy vọng là sẽ được nhiều nha. Ủa, còn thiếu à? Ok. Chế tạo Lucky Block nè. Chế tạo tiếp. Rồi, ok, cũng được gọi là 25 Lucky Block rồi nè. Ôi, ôi chết, trời mưa mất tiêu rồi. Để mình vô mình ngủ cái đi. Cho nó tạnh tạnh mưa đi, rồi đi đập sau. Ok. Rồi, mình nghĩ rằng là bây giờ là hết mưa rồi đó. Rồi, hết mưa rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đập Lucky Block thôi nào mấy bạn ơi. Mình đã có được 25 Lucky Block rồi nè. Quá xịn luôn. Ok, đi qua đây đập coi. Chạy qua đây, chạy qua đây. Đây là cái chỗ mà trong lần trước mình đã đập Lucky Block nè. Bây giờ mình sẽ qua mình đập tiếp nha. Ok. Cục đầu tiên, đập ra. Búp. Ồ, được một cục sắt. Tốn một cục vàng để lấy được cục sắt. Rảnh ghê á trời. Ok rồi, từ để mình bỏ Lucky Block qua đây. Ô, nãy mình quên cất đồ ở nhà rồi, giờ full đồ rồi. Ok, không sao, tí nữa về mình cất sau. Tiếp. Ôi, được cây cung. Wow, cây cung này là cây cung của Lucky Block nè. Cây cung này là bắn ra được nhiều hiệu ứng lắm á. Rồi, tiếp nha. Búp, được một cái rương. Wow, trong cái rương này có Lucky Block với lại vàng bạc nữa bạn ơi. Wow, táo kim cương đó nè. Táo kim cương enchant luôn nha, siêu xịn luôn. Wow, hợp lý quá. Yeah, tiếp. Búp. Rồi xong, được cục thịt thúi. Lấy làm gì, bỏ đi. Tiếp nè. Ui, tái thui luôn rồi. Ây da, chết rồi, bị tái thui màn hình nữa bạn ơi. Ây da, chạy. Ui, trời ơi, bị tái thui màn hình rồi, chạy thôi. Ây da. À, chết queo rồi bạn ơi. Trời tối luôn rồi. Ôi, mình đập Lucky Block làm cho trời tối rồi. Thôi ngủ. Ngủ cái đi, sáng mai cho nó trời sáng rồi ra lụm lại Lucky Block. Trời ơi là trời. Tại sao lại chết vậy ta? Trời sáng chưa? Ủa sao bầu trời chưa sáng nữa? Kỳ vậy? Ui, con chim nó gắp mình lên trời rồi. Ây, ui, trời. Ôi may quá bạn ơi, hồi nãy có con chim nó gắp mình lên trời. Ui, còn bên đây còn mấy con chim nữa nè. Ui, chạy. Ây da, cứu anh rồng ơi. Rồng ơi, cứu anh với. Con chim nó bắt anh nè. Rồng ơi, cứu anh. Trời, con rồng của mình không cứu mình nữa ta. Ây da, trời ơi, mình bị con chim câu lên trời các bạn ơi. À, ây da, thả tao ra.
con chim này, thả tao ra mày. Thả ra con chim này, thả ra mày. Ok rồi. Rồng ơi, cứu anh, rồng ơi. Rồng ơi, cứu anh. Mấy con rồng của mình đang đánh con chim nè. Nó đang cứu mình đó bạn ơi. Đánh con chim đi rồng ơi, đánh con chim cứu anh rồng ơi. A! À. Mày hả chim? Mày nè chim, mày tao quýnh mày nè chim. Ok. Mình quýnh con chim rồi. Chạy con chim chết rồi, chạy. Ôi trời ơi, buổi tối quái vật xuất hiện nhiều quá bạn ơi. Ôi chạy. Ôi trời ơi. Rồi không xong rồi. Ngủ. Ôi, trời sáng rồi bạn ơi. Ôi trời, tối hôm qua thật là kinh khủng. Mấy con quái vật xuất hiện quá trời luôn. Ôi, ui, ở trên đây còn con thần chết nè. Ui, chạy mấy bạn ơi. Ây da, mình bị nó thu phục rồi. Ây da, trời, con thần chết nó bắt mình. Trời ơi, quái vật nhiều quá. Chạy không được các bạn ơi. Ui, được rồi, chạy. Con thần chết, mày nhớ mặt tao nha. Mày để tao tí đi. Ôi, con rồng của mình đâu rồi? À, con rồng mình đang ở đây. Mày quá. Từ, mình phải lượm lại đồ đó. À, con thần chết nó còn đứng bên đó kìa. Mày để tao tí, thần chết. Mày sẽ biết tay tao. Bây giờ mình sẽ cưỡi con rồng mình lại, mình bắn đó các bạn ơi. Ok, cưỡi rồng nè, bay lên. Thần chết à. Thần chết à. Hãy chuẩn bị đỡ sức mạnh của rồng tao đây. Phun lửa. Ôi, không được. Từ, tránh ra. Thần chết hả? Phun lửa mày nè. Phun lửa. Rồng tao đang phun, rồng của mình đang phun lửa. Thần chết các bạn ơi. Chết mày nè. Thần chết hả? Chết mày đi con. Mày hả thần chết. Rồi xong. Con thần chết chết queo luôn rồi. Cho mày chết thêm lần nữa nè con. Ok. Trời ơi. May quá có con rồng, không thôi là con thần chết nó giết mình rồi. Ok. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi đập lúc kịp lóc nha các bạn. Hình như là bên dưới đây còn thêm con cá nè. Ôi bên dưới đây còn con cá nè. Ôi. Rồng ơi, hãy biến con cá thành cá nướng đi. Đốt mày nè cá. Cho mày thành cá nướng luôn. Rồi ok. Rồi xong, con cá biến thành cá nướng rồi các bạn ơi. Trời ơi, con rồng của mình mạnh quá. Rồi, để mình xem coi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đập lúc kịp lóc nha. Mấy cái con yêu quái này làm sao đấu lại con rồng của mình được. Con rồng của mình là siêu xịn luôn á. Rồi ok, mình sẽ đập tiếp lúc kịp lóc nha. Rồi, đập tiếp nè. Đập ra. Búp. Ồ, chúng ta được một cái giếng thần. Không biết lần này mình sử dụng cái giếng mình sẽ được gì đây. Ok, vứt cục đá xuống nè. Ồ, được một đống khoai tây luôn. Thôi kệ, lấy khoai tây về ăn cũng được. Mình đang đói bụng. Có khoai tây ăn cũng được. Tại mình hết thịt rồi. Ok, lượm hết đống khoai tây này đem về nhà ăn. Rồi, tiếp nha. Lúc kịp lóc tiếp theo nè. Búp. Wow, được một cái cúp kim cương. Ok, cũng được. Nói chung cũng lời rồi. Tiếp nè. Ui, được cái này nè mấy bạn. Cái này chúng ta có thể chế tạo một cái cánh cổng để đi đến chỗ rồng Ender nè. À, cũng được. Lời. Rồi, ok. Búp. Được một đống thạch anh. Thôi không cần đâu, cái này không cần đâu. Rồi, tiếp nha. Búp. Được gì đây? Được bộ đồ bằng vàng. Thôi không cần luôn. Bộ đồ bằng vàng lấy làm gì. Rồi tiếp nha. Búp. Wow, một đống thuốc luôn các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ vứt hết mấy cái cục đá này nha. Mấy cái đá này mình không cần đâu. Mình sẽ lượm hết đống thuốc này đem về. Rồi, quá trời thuốc luôn. Mình sẽ lấy thuốc tốc độ ra mình chọi nè. Mình chọi trước. Đó, rồi. Vậy chúng ta đã có được tốc độ, chúng ta chạy rất là nhanh. Đó. Rồi tiếp nha. Rồi lúc kịp lóc tiếp theo nè. Wow, được kim cương. À. Rồi, tiếp. Được con cá nóc. Trời, con cá nóc lấy làm gì? À, lấy cho con khủng long ăn. Mình sẽ lấy con cá nóc cho con rồng ăn. Đó, ăn đi. À, ok, hợp lý. Rồi tiếp. Wow, được một đống lúc kịp lóc gọi là dạng hình cái chai luôn nè. Cái này là mình chọi nó ra là mình sẽ được lúc kịp lóc nữa các bạn. Mình sẽ chọi nha. Búp. Wow, được mấy cái hình trái tim thôi à. Đập tiếp nè. Này được gì đây? Ui, một làn khói, cái này là gì ạ? À? Cái này chắc mình không biết là gì à. Tránh xa nó ra các bạn ơi. Rồi tiếp nha. Búp. Wow, một cái bánh kem với lại rất là nhiều đồ ăn luôn. Từ, một tí nữa mình lấy sau. Wow, một đống thuốc. Yeah, lượm được một đống thuốc luôn các bạn ơi. Hợp lý. Rồi, lại là làn xương khói phôi phai nữa rồi. Thôi né. Tiếp nha. Búp. Lại là làn xương khói phôi phai, chẳng được gì cả. Tiếp. Wow, được một con ngựa. Ơi, tính ra là mình cưỡi rồng luôn rồi, mình cần gì ngựa nữa ta.
thôi đuổi đi đi. À khoan, mình sẽ giết nó để mình lấy cây ngựa. À ok, lấy cây ngựa đỡ phải chế tạo. Đó, được cây ngựa. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đập thêm cái lúc kim lóc nữa. Đập ra. Wow, được một đống cá. Ok, lượm cá về. Để bữa nào đó mình có thêm con rồng tiếp theo thì mình sẽ cho nó ăn. Rồi lượm cá về. Rồi tiếp. Thêm một lúc kim lóc nữa nha. Lúc kim lóc lại được cái cung. Thôi không cần đâu. Rồi tiếp. Búp. Wow, được một bộ giáp kim cương enchant luôn. Ok, mình sẽ lấy bộ giáp này nha. Mình sẽ vứt mấy cái đồ này ra. Mấy cái đồ này không cần đâu, mình vứt ra hết. Mình lượm bộ giáp vô, mặc được không ta? Ôi, mặc được rồi nè. Wow, bộ giáp này hơi bị mạnh nha. Ồ, khá là mạnh đó nha. Rồi, tiếp. Đập nó tiếp nè. Được vàng mấy bạn ơi. Ok, được vàng. Sao con rồng nó đi theo mình hoài ta? Mày có thể ngồi im chỗ được không? Rồi, đập tiếp nè. À, chạy đồng ơi. Chạy. Chạy đồng ơi, chạy. À. Ok, trời. Trời ơi, nó nổ các bạn ơi. Wow, kinh khủng quá bạn ơi. Nổ banh hết chỗ này ra luôn, kinh khủng vậy. Ok ok rồi, tiếp. Rồi, lúc kịp lắp nữa nè. Búp. Được một cái cần câu. Ok, cần câu nè, cần câu may mắn nè, hợp lý, lấy luôn. Rồi tiếp nha. Búp. Được một đống bánh bí ngô. Ok, lấy về ăn. Có bánh để ăn là được rồi. Đập tiếp. À, TNT. Chạy. À. Rồi xong. Ôi ôi, nó nổ mấy bạn ơi. Một đống TNT luôn, nó nổ cái bùm cái, một cái lỗ to đùng luôn, trời là trời. Ok, rồi, đập tiếp, may quá mình chạy kịp, không thôi là chết rồi. Lại là một đống thách anh nữa, thôi không cần, tiếp. Con rồng đi ra coi, chết bây giờ. Ok, wow, được một chai thuốc super hero. Ok, lượm luôn, mình sẽ lấy cái chai thuốc này về. Rồi, tiếp nha. Đập ra. Được một đống vàng nè, hợp lý. Rồi tiếp. Đập ra. Rồi được súp bí súp chân thỏ, không cần đâu. Rồi tiếp nè. Lại được hắc điện, lại được thạch anh, mình đâu cần thạch anh đâu, trời là trời. Ai, rồi cục cuối cùng nha. Đập ra nè. Ai, được bộ đồ da. Trời, cái bộ đồ da này lấy làm gì? Thôi không cần, không cần. Rồi bây giờ mình sẽ về nhà để mình lấy cái số vàng còn lại để mình chế thêm lúc kịp lóc nha các bạn. Ok. Rồi để mình cưỡi con rồng mình đi về coi. Rồi. Để mình vào nhà mình lấy thêm lúc kim lóc nha. Rồi, ủa vàng đâu rồi? Ủa, vàng đâu? À đây đây, vàng đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình thêm lúc kim lóc nè. Ok, đập thêm lúc kim lóc nha các bạn. Mình sẽ leo trên cao mình đập đi. Leo đây đập nè. Ok. Đặt lúc kim lóc ra. Đập. Ui, phù thủy, chạy. Ok. Rồng Ender, hãy tiêu diệt phù thủy cho anh. Phun lửa. Yeah. Mày nè phù thủy, chết đi. Ôi, con phù thủy nó không bị, nó không bị các bạn ơi. Con phù thủy này nó mạnh quá. Con phù thủy nó có cái chống lửa, nó không bị, nó không bị gì hết. Ây da, mình bị độc rồi. Ây da. Ây da, cứu tôi. Ây da, tôi bị độc rồi. Ây da. Phun lửa phù thủy. Phun lửa. Ôi, không được rồi, con phù thủy này nó mạnh quá. Rồng ơi, cắn nó đi. Cắn nó đi rồng. Ok, chết mày chưa? Rồi phù thủy, mày hả phù thủy? Con rồng của mình mới vừa cắn chết con phù thủy luôn mấy bạn ơi. Quá ghê. Ok, lúc kịp lắp cuối cùng nè. Đặt ra. Đập. Được cái rương. Trong cái rương có bánh mì với lại táo. Ờ, thôi cũng tạm được. Rồi. Bây giờ là mình còn lại được gọi là 8 cái bình lúc kịp lắp. Cái này là dạng bình mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ quăng thử nha. Ui, được một con nhện. Trời là trời, con nhện lấy làm gì? Rồng, giết nó cho anh. Mày hả nhện? Mày hả nhện? Con rồng của mình nó thấy quái vật nữa, nó giết liền à. Ok, tiếp nha. Ồ, được một đống dao. Ok, tiếp. Ây da, thuốc độc. Ây da, rồi xong, bị dính thuốc độc rồi. Ôi, may quá, không sao. Tiếp. Ôi, hồi nãy là khói màu trắng, bây giờ là khói màu đen. Trời là trời, nguy hiểm quá. À. Trời là trời, sao nãy giờ toàn gặp mấy cái bình nổ không vậy ta? Ok bạn ơi, thì mình đã đập xong hết lúc kịp lắp rồi. Và mấy bạn thấy mình xui xẻo hay may mắn, các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy nó là 50% là xui xẻo, 50% là may mắn á. Trời là trời, sao mà thấy gọi là thấy hơi bị xui xẻo nhiều hơn hay sao á ta? Trời là trời, xui ơi là xui luôn á.
Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe anh em. Và anh em cũng đừng quên là qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.